Bài 16. Thành phố Hải Phòng. 1. Hải Phòng, thành phố cảng. Từ Hà Nội, chúng ta có thể đi ô tô theo quốc lộ số 5 hoặc tàu hỏa tới Hải Phòng, thành phố cảng lớn của cả nước. Quan sát hình 1, em hãy chỉ vị trí Hải Phòng trên lược đồ và cho biết Hải Phòng giáp các tỉnh nào. Cho biết từ Hải Phòng có thể đi tới các tỉnh khác bằng các loại đường giao thông nào. Cảng Hải Phòng nằm bên bờ sông Cấm, cách biển khoảng 20 km, thuận tiện cho việc ra vào và neo đậu của tàu biển. Nơi đây có những cầu tàu lớn để tàu cập bến, những bãi rộng và nhà kho để chứa hàng, cùng nhiều phương tiện phục vụ cho việc bốc dỡ, chuyên chở hàng được dễ dàng, nhanh chóng. Cảng Hải Phòng thường xuyên có nhiều tàu trong nước và ngoài nước cập bến. Hàng năm, cảng Hải Phòng đã tiếp nhận, vận chuyển một khối lượng lớn hàng hóa phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước. 2. Đóng tàu là ngành công nghiệp quan trọng của Hải Phòng. Hải Phòng không chỉ là cảng biển mà còn là một trung tâm công nghiệp lớn. Nơi đây có nhiều ngành công nghiệp, trong đó quan trọng nhất là ngành đóng tàu. Các nhà máy đóng tàu Bạch Đằng, Cơ khí Hà Long, Cơ khí Hải Phòng, vân vân, có khả năng đóng mới và sửa chữa các loại xà lan, cano, tàu đánh cá, tàu du lịch, tàu chở khách trên sông và trên biển, tàu vận tải cỡ hàng vạn tấn. 3. Hải Phòng là trung tâm du lịch. Hải Phòng có nhiều điều kiện để phát triển ngành du lịch. Đó là bãi biển Đồ Sơn, đảo Cát Bà với nhiều cảnh đẹp và hang động kỳ thú. Các lễ hội như lễ hội chòi trâu, hội đua thuyền truyền thống trên biển, vân vân. Những di tích lịch sử và thắng cảnh nổi tiếng cùng hệ thống khách sạn, nhà nghỉ đủ tiện nghi có sức hấp dẫn lớn đối với du khách. Hàng năm, Hải Phòng thu hút được rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Hải Phòng nằm ở đông bắc đồng bằng Bắc Bộ. Đây là một thành phố cảng, một trung tâm công nghiệp, đóng tàu và trung tâm du lịch lớn của nước ta. Câu hỏi 1. Tìm và xác định vị trí thành phố Hải Phòng trên bản đồ hành chính Việt Nam. 2. Kể một số điều kiện để Hải Phòng trở thành một cảng biển, một trung tâm du lịch lớn của nước ta. 3. Nêu tên các sản phẩm của ngành công nghiệp đóng tàu ở Hải Phòng.